Vâng, đến với video tiếp theo, Đỗ Sinh tiếp tục chia sẻ với các bạn cây cảnh nghệ thuật được trưng bày tại Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Ngày hôm nay 11 tháng 7, 2018. Những tác phẩm bonsai tầm nhỏ và bonsai mini. Vâng, tác phẩm xanh của ông Kế, xã Canh Nậu. Tác phẩm xanh của Đỗ Hữu Gia, xã Canh Nậu. Đường nó vừa gọi và anh xuống Thạch Thất chưa, và tớ đang làm video đây rồi, và thế thấy Bình ra chưa và chưa nhìn thấy. Đây là số cây trưng bày đợt này là chỉ có nội bộ Thạch Thất thôi. Hoàn toàn là ở các câu lạc bộ và các xã trong các hội sinh vật cảnh của các xã trong huyện. Hình như cây kia của cậu Hải là mình đến nhà cậu ở Canh Nậu rồi phải.
cái cây mà ém lên cái phối cảnh những cái tượng Hải Hải đúng rồi, Hải cầm đồ ấy. Hải ơi, bảo con bảo có kiếm đúng không? Không? Con chết đói đấy chứ. Bởi vì mình đến hắn để cái cỗ cầu thang mà. Mình nhìn thấy đoán ngay. Nhà cầm đồ ấy. Canh lậu. Xong hai anh em còn ra chụp cái ảnh của làng Hương Ngải. Chung kia bằng nó đang ngắm cái đường là tầm nó khoảng chấm chân dưới trên đây rồi. Vâng, tác phẩm Xanh Trực Huyệt. Xanh Cổng Làng của Đỗ Hữu Long, Canh Nậu, Thạch Thất. Chúng ta đến với một tác phẩm Si. Tác phẩm Xanh của Vũ Văn Mạnh, Canh Lậu. Đến đây chúng ta cùng nhau thưởng thức những tác phẩm bonsai mini của nhà vườn Nguyễn Văn Trường. Vâng, đây là một tác phẩm Si. Bảo nó chưa? Tắt quạt đi. Không, nó lấy cái đậy cơ mà bảo nó chưa? Đơn giản.
Em cái gì? Tí lại có này. 10 giờ là các anh xem. Vâng. Đúng 10 giờ. Bật tivi lên là xem. Tôi đang quay thì cơn mưa ập đến, dung lượng còn khoảng độ 5 phút nữa cố quay cho xong cái video này. Tác phẩm Xanh của Nguyễn Trung Thành, xã Phú Kim, Thạch Thất. Cây me của Nguyễn Đăng Hưng, thị trấn Liên Quan, Thạch Thất. Đây là cây sếu của Nguyễn Trung Thành, xã Phú Kim, Thạch Thất. Cây sếu có cái thân rất là ngộ nghĩnh, là một trong những cây thân quái. Và lá sếu thì rất nhỏ, mới nhìn giống lá chuối. Những cái tác phẩm bonsai mini ở đây rất đẹp. Nó bị mỗi có cái chân thế rồi. Nó tán phát ra, nó kiểu nó nặng, nó tỏa phát ra. Nó to xuống. Nó trong cái là cái thể nó có cái chấm, nó chấm đến tâm nhà thôi. Chứ nếu mà nó đi xuống rồi dữ hết là nó còn đập vào đây. Hôm nay là cái xe mà nó không có cái bấu là chẳng như được. Ông người Lân Tân biết rằng. Đúng rồi. Vâng. Đến đây chúng ta cũng gặp một tác phẩm chuối rất là hay.
Vâng, cây nguyệt quế bonsai mini với cái thân bệ rất cùn, bóng dáng cực đẹp như thế này. Và cũng là kết thúc video này, vì trời mưa quá nặng hạt, tôi không thể làm những cái chương trình được nữa, phải vào trú mưa. Cũng xin kết thúc video này tại đây, để khi thời tiết cho phép tôi lại tiếp tục ra chia sẻ với các bạn một cái không gian trưng bày ngày hôm nay tại Thạch Thất rất là đẹp.